Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp đến cái đề số 7 trong cái tuyển tập đề thi truyền tin. Và trong cái đề số 7 hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện với một cái đề mới khá hay, mức độ rất vừa sức với chuyên gia. Đề số 7 đầu tiên thì đề bài người ta đưa ra một cái khái niệm là tỷ lệ vàng. Đấy, trong đó tỷ lệ vàng nó thể hiện ra bởi cái công thức là A cộng B chia A thì bằng A chia B. Lưu ý khi cốt trong C cộng cộng nhìn thế này, ta biết ngay phải ép tử số thành số thực cho cái biểu thức này. Rồi ta quay trở lại với cái bài toán cơ sở. Đây là ma trận tỷ lệ vàng. Nếu các bạn nhìn không rõ ta kéo nó ra một tí cũng được. Đây gọi là ma trận tỷ lệ của vạn vật. Nó chính là cái vòng tròn bát quái mà ta nhìn hay nhìn thấy ấy. Bây giờ chúng ta quay trở lại về bài toán. Bây giờ người ta cho một cái hình chữ nhật có kích thước, một hình chữ nhật chưa biết kích thước. Người ta chỉ biết được rằng khi ta lát gạch với cái hình chữ nhật này thì ta mất x viên gạch màu xanh và y viên gạch màu vàng. Bây giờ người ta cho x và y, ta thực hiện yêu cầu phải cần tìm a và b là cạnh của hình chữ nhật này. Được chưa? Như vậy thì ta phải giải quyết được cái bài toán con đấy trước. Sau đó bây giờ người ta cho rất nhiều các hình chữ nhật có cạnh xy, có số lượng viên gạch màu xanh và số lượng viên gạch màu vàng như thế. Người ta yêu cầu hỏi là có bao nhiêu hình chữ nhật có tỷ lệ các cạnh, tức là có cái thằng a chỉ AB thỏa mãn biểu thức này. Như vậy đây là thuộc lớp bài toán là tao phải tổ chức thành chương trình con tỷ có cạnh thỏa mãn tỷ lệ này. Có tỷ lệ các cạnh thỏa mãn đấy. Này, đó là tức là a cộng b chia cho a bằng a chia cho b. Đấy, và nó bằng cái hệ số này. Bằng tỷ lệ vàng. Vậy thì ở đây thì ta sẽ thực hiện luôn cái bài toán con của nó, ta giải quyết bài toán này trước. Bài này thì ở trong cái phần cấu trúc tuần tự thì chúng ta cũng đã được làm qua. Nhưng trước tiên thì ta xác định bài toán xem bài toán này cho cái gì. Thì ở xác định bài toán, khi đọc đề thì ta luôn đặt ra câu hỏi bài toán cho cái gì và cần tìm cái gì. Đấy. Thì ta có input của bài toán. Bài này thì ta yêu cầu nhập n và n bộ số là xy. Như vậy thì ở đây về ngay trong lúc đọc dữ liệu đọc như này thì ta có thể tổ chức dữ liệu dưới dạng kiểu P, một mảng kiểu P, hoặc là ta có thể sử dụng hai mảng một chiều, mảng x và mảng y. Với các bạn mới lập trình thì ta sử dụng mảng, còn các bạn có thể sử dụng mảng kiểu P. Vậy thì output ta đưa ra cái gì? Đưa ra số lượng hình chữ nhật có tỷ lệ các cạnh. Nhưng mà tỷ lệ các cạnh này thì ta chưa biết được, vậy thì ta phải tìm các cạnh này trước trước khi biết được tỷ lệ của nó có thỏa mãn hay không. Vậy thì ta có thuật toán để giải bài toán này. Để giải bài toán này thì ta giải quyết được cái bài toán con trước. Bây giờ người ta cho một hình chữ nhật và có bài toán con này ta phải giải quyết. Cho cái hình chữ nhật và ta thực hiện lát hết x viên màu xanh và y viên màu vàng nhé. X viên màu xanh, y viên màu vàng. Bây giờ thầy gọi nó bởi hai biến khác đi, biến p viên màu xanh và q viên màu vàng. Bây giờ ta phải tìm kích thước của hình chữ nhật này. Vậy thì khi khi đấy thì ta nhận thấy như sau. Ta lấy lại cái bài toán này. Ta nhìn thấy như sau, cái hình chữ nhật trên, nếu ta gọi cái cạnh chiều này là A, ta gọi chiều rộng là A, thì và chiều dài là B, thì khi đó ta nhìn thấy nhé, ở phía bên tay trái này thì ta có, nếu đây A cạnh bên trái là A thì ta có một ô, hai ô, ba ô, bốn ô, là năm ô. Như vậy ta có A ô màu xanh, đúng không? Như vậy thì ta có số lượng cái ô màu xanh P nó sẽ bằng, bên trái nó có A ô, thế bên phải nó có bao nhiêu ô thắng?
Nếu bên trái là A thì bên phải là cũng là A O, như vậy thì ta có A nhân 2. Nếu bên trên là B thì do cái hai ô ở hai góc này đã bị tính rồi thì ở giữa nó còn lại là bao nhiêu ô? Như vậy là nó sẽ là B trừ 2 ô. Cạnh dưới này có bao nhiêu ô màu xanh? Như vậy thì ta nhân với 2 lên. Như vậy thì ta được cái phương trình thứ nhất. Rồi. Bây giờ đây là số ô màu xanh ta tính được. Bây giờ ta có số ô màu vàng. Thì cái chỗ cạnh này bây giờ thầy gọi nó là Q, sẽ là bằng A trừ 2 nhân cạnh kia. Nếu cạnh này là A trừ 2 thì cạnh này sẽ là mấy? Đúng rồi, B trừ 2. Như vậy thì một hình chữ nhật đặc chỉ chứa cái ô đơn vuông đơn vị thì số lượng ô của nó sẽ bằng diện tích của cái ô đấy, được chưa? Vì vậy thì cái ô này là 2. Như vậy thì từ đây thì ta quay về bài toán, giải bài toán bằng cách lập phương trình, được chưa? Bây giờ thì ta sẽ rút A ở đâu ra nhỉ? Rồi, rút A ở cái thằng phía dưới ra nhé. Rút A ở phương trình 2. Đây, thì ta thu được cái thằng A sẽ bằng là để ta ghi sẽ ở đây là A sẽ bằng thằng là rút gọn chia thằng kia là thằng Q chia cho mở ngoặc B trừ 2 đóng ngoặc, đúng không? Xong đẩy số 2 sang bên tay phải là ta cộng với 2. Rồi ta thế vào cái thằng 1, giải phương trình bằng phương pháp thế, đúng không? Vậy thì thế vào 1 thì ta được cái thằng phương trình là P, ta ghi luôn thằng 1 này, nó tương đương với là P nhân với copy thằng này sang đây. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì ta lại quy biến đổi tương đương thôi. Biến đổi tương đương thì ta quy đồng một số lên. Thì ta sẽ là được là P nhân với B trừ 2. Quy đồng một chéo cái mẫu số lên, đúng không? Thì bằng cái đằng Q cộng với 2 nhân với B trừ 2. Nhân với 2 tử số. Thì ta có đây là 2 nhân Q, đây là 2 nhân B trừ 2. Được rồi, đúng không? 2Q. Có nhầm phím. Rồi kế tiếp thì, cái thằng này là quy đồng mẫu số lên, ta có B trừ 2 là ta có B trừ rồi cái này cộng nhau B trừ 2 nhân với 2 nhân với quy đi đồng thằng này lên đây, đúng không? Nhân tiếp với B trừ 2. Rồi cái này sau đó ta lại chuyển hết sang bên tay phải. Thì chuyển hết sang bên tay phải rồi thì ta biến đổi tương đương. Trời, biến đổi trên gút này lâu vừa lâu quá. Ta có P nhân B trừ đi 2P bằng 2 nhân Q cộng 2 nhân B trừ 4. Phải không nhỉ? Cộng cho B trừ 2 nhân B trừ 2 là bằng B trừ 2 tất cả bình phương. Thì bằng B bình bình trừ đi 4B cộng 4. Sau đó mình nhân 2 lên thì ta được là 2 8 8, đúng không? 8. Rồi ta biến đổi tương đương tiếp. Thì bây giờ ở đây ta có 2B bình thì ta chuyển hết thằng bên này sang bên vế bên này nhé. Như vậy thì ta thu được là thằng 2B bình mình đặt đây trước. Thằng đây là thằng PB thì ta có trừ đi PB. Vậy B bây giờ nó là dấu dương thì chuyển sang âm.
còn này ở đây thằng có thằng 2b nữa đúng không? 2b cộng 2 nhân b. Những thằng nào ở đây? À quên, thằng 2b với trừ 8b là hết luôn đúng không? Là ta còn được là trừ 6b. À đấy, thằng này ta có 2b với trừ 8b là còn trừ 6b. Trừ 8 với dương 8 là dương ấy là ta có là cộng với 4. Còn thằng 2q nữa đúng không? Cộng với 2 nhân q. Rồi cộng với 2 nhân p. 2 nhân p chuyển từ vế số vế bên kia sang ấy. Đủ rồi nhỉ? Nếu chưa đủ thì các bạn biến đổi lại nhé. Ta đang biến đổi trên Word đó cũng hơi chạy bằng cơ một tí. Rồi đây thì ta có 2 nhân b bình đối, ta đang giải về giải và biên luận phương trình bậc 2 thôi mà. Cộng với bây giờ thầy nhóm thằng b ra thì nhóm được trừ b ra ngoài. Thì đây thầy có là p cộng 6 nhân với b cộng cho cái thằng kia ta gom lại một cục. Được chưa? Bằng 0. Được chưa? Tới đây thì ta đặt là ta giải phương trình đây là thầy ta gọi là gì nhỉ? Hệ số a lớn b lớn c lớn. Cho nó dễ. Tí nữa mình viết cái biểu thức tính nghiệm cho nó gọn lại ấy. Tí nữa các bạn chạy có ra kết quả sai thì nhớ biến đổi lại phương trình này giúp thầy nhé. Đây thầy đang biến đổi bằng Word. Rồi khi đó thì cái phương trình 3 này nó sẽ tương đương với là A nhân với B bình cộng với B nhân với B cộng với C bằng 0. Đây là phương trình bậc nhất một ẩn, à bậc 2 một ẩn với tham số là B đúng không? Như vậy thì để giải phương trình này thì ta sẽ đặt là delta thì bằng B bình phương, nhớ là B in hoa nhé, trừ đi 4 nhân A nhân C. Rồi. Như vậy thì ta tính cái thằng B thứ nhất, B1 thì sẽ bằng trừ B cộng căn delta tất cả chia cho mẫu số 2 nhân A đúng không? Đấy, ta sử dụng dấu sao nhé. Tương tự như vậy ta có trừ B trừ ta có B2 và đường này. Khi với một cái bộ dữ liệu đầu vào thì dữ liệu nó đảm bảo có nghiệm. Trong đầu vào, trong đề bài nó có bảo là dữ liệu đảm bảo có nghiệm. Và với một bộ số này thì ta thường chỉ có một kết quả duy nhất nhé. Thường ta chỉ có một kết quả duy nhất. Đấy. Vậy thì khi đó thằng B1 nó sẽ bằng thằng B2. Được chưa? À, đây là chữ. Thông thường thì phương trình nó sẽ có nghiệm kép nhá. Rồi vậy thì sau khi thực hiện xong công việc trên thì ta đã tính được B1, thì bây giờ ta tính được thằng A1. Thế thì bây giờ A1 nó tính ra bởi công thức nào? A1 khi nãy ta rút gọn đây, đâu nhỉ? Ta rút gọn thằng A1. Ta gắn thằng A1 thì sẽ có giá trị bằng là Q chia cho 2 lần B1 chia 2. Rồi thằng A2 khi mình chạy chương trình thực tế thì thằng A1 nó bằng thằng A2. Đấy. Hoặc là nó có cái hình chữ nhật 5, 6 và 6, 5 thì nó đều đưa ra là một bộ nhá. Vậy thì ta tính được thằng cái thằng này nó sẽ là B2 nhá. Và khi B1 bằng B2 thì A1 nó cũng bằng A2. Vậy thì ví dụ như hình chữ nhật 5 x 6 và hình chữ nhật 6 x 5 thì nó đều được tính là một hình chữ nhật. Rồi, tới đây thì ta đã giải quyết xong được bài toán rồi. Vậy thì bây giờ ta quay trở lại với bài toán ở trong tin này, chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ trên đây là phần nháp nhé. Là phần nháp. Vậy chúng ta sẽ sang bước 1 của bài toán là ta sẽ thực hiện
đề bài người ta yêu cầu là cho n và bộ số n bộ số gì? Vậy thì ta sẽ thực hiện này, nhập n vào này. N bộ số gì? Bước 2. À, đúng không? Làm gì có mơ đâu. Đâu, cái kia là cả cái quá trình đề bài người ta cho mỗi n và bộ số gì thôi mà. Vậy người ta hỏi bây giờ bước bước thứ hai, bây giờ ta mới bắt đầu tính trong phương trình. Bây giờ ta mới bắt đầu tính. Ở trong phương trình này thì mình có các bước đặt ở đây. Như vậy thì ta có đâu nhỉ? P bằng từng này, từng này, từng này, từng này. P bằng từng này. 2a cộng 2b bằng từng này. Q. Vậy thì P nó có thể tính ra. PQ là chính là bộ XY đúng không? Và PQ là chính là XY. Như vậy thì ta đã đặt A bằng từng này. Ủa? À, ta đây, ta đoạn chờ này. À, tới tới đây thì ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cái bộ cho y chạy từ 1 đến n và thực hiện công việc. Nếu cái bộ này thỏa mãn điều kiện, nếu kiểm tra cái bộ mà có tọa độ là xy y thỏa mãn điều kiện, nó thỏa mãn điều kiện tức là nó là tới đây thì nó ta đã tổ tìm ra được thằng xy rồi đúng không? Vậy tí nữa ta tổ chức ra một cái hàm kiểm tra xem nó có thỏa mãn tỷ lệ cạnh có là một tỷ lệ của ấy hay không, đúng không? Rồi bây giờ thì tới đây thì sau khi kiểm tra xy xong này thì ta sẽ thực hiện tăng thằng biến đếm lên. Người ta hỏi đếm số bộ có tỷ lệ là đấy, ở chỗ này ta khởi tạo cái biến z bằng không. Đấy, tới đây thì ta sang bước 3. À, cái đó để sau, cái đó thì cái mình sẵn khi tổ chức code chương trong chương trình chính trên máy mình code cái bước tổng quan để sau mình biết được rằng cái đoạn bên trên mình định tổ chức thành những chương trình con gì. Đấy, mình phải tưởng tượng trước. Đấy. Vậy thì ở chương trình chính ta sẽ bước 3 thì ta sẽ thực hiện là đưa Z ra. Đấy, đây là chương trình chính nhá. Như vậy ở cái phần này chúng ta cần tổ chức một cái hàm kiểm tra. À, kiểm tra hai số nguyên dương P và Q có là thỏa mãn tỷ lệ vàng hay không. Đấy, ở đây thầy không sử dụng PQ, thầy sử dụng AB đi. Yeah. Vậy thì trong cái thằng bút này thì ta vẫn farm ngay nó vào thôi. Vậy thì với mỗi bộ số AB này thì ta thu được cái này nó là PQ. Bên trên mình P theo hoa, P đường nhỉ? P hoa. Ta kiểm tra PQ có thỏa mãn tỷ lệ vàng hay không. Vậy thì để kiểm tra một cái thằng này có thỏa mãn tỷ lệ vàng hay không, em chỉ thực hiện làm rất đơn giản. Đầu tiên thì ta sẽ phải tìm được AB tương ứng với hình chữ nhật có x, có P viên màu xanh và Q viên màu vàng. Ở đây là P viên xanh và Q viên vàng. Đấy. Ta phải tìm được cái hình chữ nhật này trước. Được rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện công việc như sau. Vậy thì bây giờ để khi cho PQ rồi thì thầy gắn đầu tiên là thầy gắn D ở đâu đời thầy gắn biểu thức này, các cái biến này. Đấy, về trong chương trình mình mới bắt đầu dùng cái đoạn này. Như vậy thì tất cả những cái đoạn bước trên ta sẽ làm ở trên nháp nhé. Ta gắn A bằng từng này, B thì bằng từng này, tính liên quan tới PQ đúng không? Ta gắn C bằng từng này, ok chưa? Rồi bây giờ ta tính delta thì bằng B bình trừ 4AC. Ta tính D bằng từng này. Các cái biến phụ này các bạn khai báo hết ở đây nhé. Được chưa? Rồi sau đó ta lại thực hiện luôn. Ta tính luôn. Trong hai nghiệm này thì ta chỉ cần tính một nghiệm thôi. Bởi vì phương trình chắc chắn có nghiệm. Đấy, delta bằng B bình trừ 4AC. Ta tính được thằng B1 rồi. Thì khi đó ta tính được thằng A1.
Cái này thực tế cái lớp bài toán này cốt chỉ có vài dòng mà tầm 20 dòng đổ lại, tí nữa nhìn chương trình chính nó có mấy đâu, có mỗi bút kiểm tra đây dưới này 4 dòng, trên này khoảng tầm 8 dòng nữa là hết. À đây là mình nháp ra dưới nháp đấy, còn trình bày chương trình nó khoảng tầm 20 dòng, 20 dòng các bạn nào viết nhanh thì chắc là tầm 8 ra thôi. Tí ăn luôn bên đấy, tí ăn luôn bên đấy. Thế mẹ đi lấy xôi với gà về nhá. Em lấy cơm rồi. Còn cái gà nhanh thế. Rồi à, sau khi ta tính được cái thằng AB xong rồi, bây giờ ta kiểm tra xem nó có thỏa mãn tỷ lệ vàng hay không. Tỷ lệ vàng đâu, trèo lên copy lấy cái công thức. Đấy. À, thì ở đây thì người ta bảo rằng tỷ trong cái khái niệm tỷ lệ vàng ấy, tỷ lệ vàng là đại lượng lớn bằng tổng các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Như vậy thằng A phải là thằng lớn, thằng B là sẽ phải là cạnh nhỏ, đúng không? Như vậy thì trong chỗ này thì mình cũng phải thêm một câu lệnh để kiểm tra rằng thằng A lớn hơn thằng B. Vậy thì nếu vậy thì mình ghi là nếu thằng A với thằng B, thằng nào trên thằng nào nhỉ? Đại lượng lớn hơn, tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỷ số bằng nếu tổng tỷ số giữa đại lượng đó với đại lượng tổng đại lượng lớn hơn. Như vậy thì thằng A sẽ là thằng lớn hơn đúng không? Với đại lượng nhỏ hơn, vậy thì thằng B phải là thằng bé hơn. Vậy thì ta có nếu B lớn hơn A thì ta đổi chỗ. Thằng A với thằng B thì khi đó hai thằng đảm bảo thằng A sẽ là thằng lớn hơn. Được chưa? Rồi, tới đây rồi thì ta kiểm tra xem nếu nó thỏa mãn tỷ lệ là A cộng B chia cho A nhỉ? Bằng thằng gì nhỉ? Thằng A chia cho B. Đấy thì cái chỗ này thì ta phải ép nó thành số thực. Nếu không thì trong suy cộng cộng của mình nó sẽ là phép toán chia lấy phần nguyên. Ví dụ như 7 chia 2 và 6 chia 2 nó cho bằng nhau mất. Đúng không? 7 chia 2 thì nó cũng bằng bằng 3 mà 6 chia 2 nó cũng bằng 3 mà. À, thì không không để ý thì trừ một đối thủ. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Ta viết ứng dụng dành cho khách hàng thì khi sản phẩm đưa ra phải là đúng. Vậy thì ta return true ngược lại. Vậy đấy, chương trình có mỗi từ này xong rồi. Bài toán nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rồi, chúc các bạn thành công với cái bài đầu tiên, bài số 1 của đề số 7. Bài tỷ lệ vàng rất hay. Hóa ra cột nó đơn giản như vậy đúng không? Đây là một bài toán cho tin rất hay. Bye bye cả nhà, các bạn nhớ like, share, comment kênh của thầy nhé.